Ngày 8 tháng 11 năm 2018, tại Học viện Tài chính, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng Sinh học, Tổng cục Môi trường và Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi Hùng biện Online, mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và nguồn tài chính đa dạng sinh học ở Việt Nam, với chủ đề Mục tiêu phát triển bền vững về đa dạng sinh học và cơ chế tài chính cho đa dạng sinh học. Cuộc thi hướng tới việc nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên Việt Nam về đa dạng sinh học, các cơ chế tài chính bền vững cho đa dạng sinh học và tạo sân chơi bổ ích, giúp tăng khả năng sáng tạo, trang bị kỹ năng thuyết trình, phân tích và tổng hợp cho sinh viên. Cuộc thi là sân chơi để thí sinh có thể thuyết trình về cơ chế tài chính do đa dạng sinh học gồm nguồn nước tài chính nào sẽ bền vững cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam, nguồn lực cho bảo tồn đa dạng sinh học cần phân bổ lại như thế nào, cần làm gì để giảm thiểu chi phí ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, cần làm gì để các hoạt động về đa dạng sinh học hiệu quả hơn. Giải nhất cuộc thi được trao cho sinh viên Lê Thị Hồng Nhung, Học viện Tài chính. Giải nhì thuộc về sinh viên Đào Mai Linh, Học viện Phụ nữ Việt Nam. Giải ba thuộc về sinh viên Bùi Thị Phương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Các giải tập thể gồm giải nhất thuộc về Lê Phương Hà, Trần Phương Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Hoa, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Giải nhì thuộc về Trần Bình Minh, Đại học Remit, Trần Cao Vũ, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài ra, Vũ Thị Ngọc Anh và Bùi Minh Đức, Đại học Sư phạm Hà Nội đạt giải ba tập thể.